Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây nắp lưng của điện thoại Redmi GT 5G đang chờ thay mới tại di động cao cấp chấm men cho một khách hàng để di động cao cấp chấm men. Nhân đây di động cao cấp chấm men là video ngắn giới thiệu về cái nắp lưng của điện thoại Redmi GT 5G đang chờ thay mới tại di động cao cấp chấm men. Các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần nắp lưng vỏ máy của điện thoại Redmi GT 5G lỗi hỏng cần một địa chỉ thay mới nắp lưng vỏ máy cho điện thoại Redmi GT 5G. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123 Di động cao cấp .vn em có tất cả linh kiện trên điện thoại Redmi GT 5G nói chung và nắp lưng của máy nói riêng thay mới bị các bạn khi cần Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn Chúng tôi tiến hành thay mới nắp lưng vỏ máy cho điện thoại Redmi GT 5G nhanh chóng, an toàn và tiện lợi Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp .vn em Quý các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD quý vị các bạn đặt hàng tại website di động cao cấp vn hoặc liên hệ trực tiếp 0911 582 123 chúng tôi sẽ chuyển nắp lưng của điện thoại Redmi GT 5G đến tận chỉ vị các bạn yêu cầu quý vị các bạn nhận được quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng an toàn và tiện lợi mọi thắc mắc thêm về sản phẩm dịch vụ quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123 để được kỹ thuật viên tại di động cao cấp vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho vị các bạn Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp vn thì cung cấp nắp lưng vỏ máy của điện thoại Redmi GT 5G hàng đầu bên đây.